Kho vũ khí trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có gì đặc biệt? Khi khai quật lăng mộ của Tần Thủy Hoàng tại Thiểm Tây, Trung Quốc, các chuyên gia không chỉ tìm thấy đội quân đất Nung mà còn ấn tượng trước kho vũ khí khủng. Theo một số nhà nghiên cứu, Tần Thủy Hoàng cho xây dựng đội quân đất Nung này để họ hộ tống ông sang thế giới bên kia và thực hiện các cuộc chinh phạt ở cõi âm giống như đã làm khi còn sống. Trong những thập kỷ qua, các chuyên gia đã tìm thấy hơn 40.000 vũ khí bằng đồng. Toàn bộ số vũ khí này đều là thật và được chế tạo với kích thước chuẩn dành cho binh sĩ nhà Tần. Trong số này, đầu mũi tên là vũ khí phổ biến nhất được tìm thấy tại nơi an nghỉ của Tần Thủy Hoàng. Các chuyên gia cho hay những mũi tên này được xếp theo từng bó 100 chiếc đại diện cho số tên trong bao của một cung thủ. Mỗi cung tên gồm đầu bắn hình tam giác giống kim tự tháp và phần chuôi giúp lắp tên và khung tre hoặc gỗ cùng một sợi lông chim gắn ở đuôi. Các bộ phận được chế tạo từ đồng của cung tên như mũi tên và chuôi còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay. Các nhà khoa học đã tái tạo hoàn chỉnh mũi tên và bắn thử bằng một chiếc nỏ thời đó. Kết quả khiến họ vô cùng kinh ngạc khi mũi tên có thể dễ dàng đâm xuyên bộ áo giáp sử dụng ở giai đoạn năm 200 trước công nguyên và có thể gây ra vết thương khiến kẻ địch tử vong. Phát hiện này cho thấy dưới thời Tần Thủy Hoàng, trình độ chế tác vũ khí của quân đội nhà Tần vô cùng vượt trội, có khả năng sát thương cao. Đây được cho là một trong những lý do giúp Tần Thủy Hoàng tiêu diệt 6 nước, thành lập đất nước Trung Hoa thống nhất.